Đại thắng xứ Wales, Đan Mạch giành vé đầu tiên vào tứ kết Euro. Đội tuyển Đan Mạch giành thắng lợi tưng bừng trước xứ Wales ở trận mở màn vòng 1/8 Euro 2021, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết. Xứ Wales và Đan Mạch chạm trán nhau ở trận mở màn vòng 1/8 Euro 2021. Sự cân bằng của hai đội được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc với thế trận giằng co và những cơ hội được tạo ra ở cả hai cầu môn. Trong thế trận như vậy, bước ngoặt đến từ sự tỏa sáng của sao trẻ Norbert. Phút thứ 27, cầu thủ lần đầu đá chính cho đội tuyển Đan Mạch tung cú cớ lòng đẳng cấp, tung lưới xứ Wales mở tỷ số 1-0. Nhận bàn thua, xứ Wales dồn lên tấn công nhưng mọi nỗ lực của Bale và các đồng đội đều không thành công trong 45 phút đầu tiên. Ngay đầu hiệp 2, Đan Mạch tiếp tục dội góc lạnh khi Norbert nhân đôi cách biệt ở phút thứ 48, lập cú đúp cho riêng mình. Gặp khó khăn quá lớn, xứ Wales liên tục thay người, gia tăng áp lực tấn công. Gareth Bale chơi nỗ lực bên hàng lang cánh để mang về các pha bóng nguy hiểm, nhưng khi vẫn chưa tìm được đường vào lưới Đan Mạch, xứ Wales đã sụp đổ trước đòn phản công của Đan Mạch. Phút thứ 88, Male nhận bóng chống trả bên cánh phải trước khi xử lý qua người và tung cú sút quyết đoán bằng chân trái tung nóc lưới Đan Mạch. Đến phút bù giờ, ngôi sao đang khoác áo Barca Braithwaite ấn định thắng lợi 4-0 cho đội tuyển Đan Mạch cùng tấm vé đầu tiên góp mặt ở tứ kết Euro 2021. Đội tuyển Ý vào tứ kết Euro 2021 sau trận đấu siêu kịch tính. Italia và Áo đã cầm chân nhau trong suốt 90 phút chính thức, nhưng họ đã tạo ra hai hiệp phụ vô cùng hấp dẫn. Italia có thể trận áp đảo trong hiệp 1, nhưng Áo cũng phòng ngự rất tốt để ngăn cản đối phương có bàn thắng. Ari áp đảo về số lần dứt điểm cũng như cơ hội nguy hiểm tạo ra. Phút thứ 17, đón đường căng ngang từ cánh trái của Spinazzola, Barella tung cú đá chìm bằng má ngoài hiểm hóc, nhưng thủ môn Bachmann đã kịp cản phá bằng chân. Ngay sau đó, Áo có câu trả lời, Arnautovic băng xuống trung lộ sau cú bấm bóng dài của Slager. Anh vượt qua được Bonucci nhưng cú dứt điểm đi vào xà ngang. Phút thứ 32, Immobile có bóng ở trung lộ và dù cơ hội ghi bàn là không rõ ràng, anh vẫn tung cú sút xa chân phải đưa bóng đập trúng góc chữ A bật ra. Sang hiệp 2, thế trận dường như thuộc về đội tuyển Áo khi họ vùng lên và gây ra không ít sóng gió về phía khung thành của Gianluigi Donnarumma. Phút thứ 68, Arnautovic đánh đầu vào lưới Italia, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã xác định anh đã rơi vào thế phạt vị. Dù bị uy hiếp nhưng Italia vẫn đứng vững sau 45 phút hiệp 2, để rồi cả họ và đối thủ Áo đã tạo ra những phút hiệp phụ kịch tính. Federico Chiesa được tung vào sân ở phút thứ 84, anh đã giúp Auri khai thông thế bế tắc trong hiệp phụ đầu tiên. Phút thứ 95, tiền đạo Juventus ngoặt bóng một nhịp loại vỏ hậu vệ đội tuyển Áo trước khi tung cú đá quyết đoán bằng chân trái, làm bó tay thủ thành Bachmann. Tiếp đà hưng phấn, Italia có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 105, Pessina tung cú sút chéo góc vào lưới Áo sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Sau hiệp phụ thứ 2, Áo tỏ rõ quyết tâm khi dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút thứ 114. Kalajdzic đánh đầu cực hiểm hóc từ góc hẹp khiến thủ môn Donnarumma bó tay. Những phút còn lại, Italia chơi thận trọng và bảo toàn tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp Auri bước vào vòng tứ kết Euro 2021. Đối thủ của họ là những người chiến thắng trong cặp đấu Bỉ gặp Bồ Đào Nha. Đan Mạch thiết lập cột mốc mới tại Euro. Lần đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết Euro có một đội tuyển hai trận đấu liền đều ghi 4 bàn, và đó chính là Đan Mạch. Tại vòng bảng Euro 2020, Đan Mạch trắng tay ở cả hai lượt đầu. Dù vậy, màn vùi dập Nga 4-1 ở lượt trận cuối đã giúp đoàn quân của Venkatesper Human viết lên lịch sử khi trở thành đội duy nhất vượt qua vòng bảng dù đã thua hai trận đầu. Câu chuyện cổ tích của Đan Mạch chưa dừng lại đó, sau khi lách qua khe cửa hẹp, những chú lính chì tiếp tục khiến châu Âu phải ngả mũ thán phục bằng một chiến thắng 4 sao nữa ở vòng 1/8, lần này là trước xứ Wales, đội từng vào đến bán kết Euro 2016. Với màn trình diễn hủy diệt xứ Wales, Đan Mạch lại thiết lập nên một cột mốc mới trong lịch sử các vòng chung kết Euro. Cụ thể, họ mới là đội tuyển đầu tiên có 2 trận liền đều ghi 4 bàn. Đây là điều mà các ông lớn như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha cũng chưa bao giờ làm được. Cần phải nhắc đến việc Đan Mạch đã cải thiện đáng kể sự hiệu quả trong những lần bắn phá khung thành. Ở 2 trận đầu, họ sút tới 43 lần mà chỉ ghi được đúng 1 bàn. Thế nhưng ở 2 trận đấu tiếp theo, các học trò của Sven Heumann chỉ còn tung ra 32 cú dứt điểm nhưng đổi lại có đến 8 bàn thắng. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Đan Mạch ghi được 4 bàn trong một trận knockout Euro. Đối thủ của thầy trò Heumann ở tứ kết là Hà Lan hoặc Cộng hòa Séc, vì thế sẽ phải cực kỳ cẩn trọng. Italia lập kỷ lục sạch lưới và chuỗi thắng liên tiếp, nhọc nhằn vượt qua Áo ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2020. Những đội tuyển Italia cũng đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, được đánh giá cao hơn hẳn sau thành tích hoàn hảo tại vòng bảng, nhưng thực tế, đội tuyển Italia lại phải trải qua 120 phút khổ chiến tại Wembley. May cho Auri là sự tỏa sáng của hai nhân tố vào sân từ băng ghế dự bị, Federico Chiesa và Matteo Pessina đã giúp họ giành vé vào vòng tứ kết Euro 2020.
Đáng chú ý, tuy Gianluigi Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 114, nhưng Italia vẫn thiết lập kỷ lục sạch lưới mới trong lịch sử. Cụ thể, trước pha lập công của tuyển thủ Áo, Auri đã trải qua tổng cộng 1.168 phút không để thủng lưới. Trước đó, kỷ lục cũ của Italia là 1.143 phút trắng lưới khi thủ môn huyền thoại Dino Zoff đứng trong khung gỗ. Về phần Donnarumma, anh chỉ đóng góp 988 phút trên tổng số 1.168 phút trong kỷ lục mới được thiết lập, còn cách khá xa tượng đài đồng hương. Ngoài kỷ lục sạch lưới, Italia còn thiết lập cột mốc mới trong lịch sử của mình là chuỗi thắng liên tiếp. Vượt qua Áo để giành vé vòng tứ kết Euro 2020, Auri đã có 12 trận thắng liền, vượt qua cột mốc cũ là 11 trận, cũng dưới thời huấn luyện Roberto Mancini như vào năm 2019. Chuỗi bất bại của Italia cũng đã được kéo dài lên thành 31 trận. Hiện thầy trò huấn luyện viên Mancini chỉ còn cách kỷ lục thế giới do Tây Ban Nha và Brazil cùng nắm giữ 4 trận không thua nữa. Điều đó đồng nghĩa muốn chạm đến kỷ lục, họ sẽ phải vô địch Euro 2020. Cuối cùng, Italia cũng lập kỷ lục về số lần phải đá hiệp phụ trong lịch sử Euro. Chẳng đội nào có tới 8 lần không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức như Auri. Đội tuyển Đức chịu thiệt thòi lớn khi làm khách của Anh. Ngoài việc phải làm khách, đội tuyển Đức còn phải chịu thêm bất lợi khi hành quân đến thánh điện Wembley của người Anh. Tại vòng 1/8 Euro 2020, màn so tài giữa Anh và Đức đặc biệt được quan tâm bởi quá khứ đầy ân oán giữa hai ông lớn này. Đài Man Tráp thậm chí vẫn luôn được coi là đối thủ đáng ghét nhất của Tam Sư khi họ 4 lần liên tiếp khiến đội tuyển xứ sở sương mù dừng bước tại các vòng knockout. Ở trận đấu vào đêm thứ 3 tới đây, Anh là đội cửa trên nhờ chất lượng đội hình đồng đều cũng như phong độ ổn định hơn. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua là lợi thế về mặt sân bãi bởi thầy trò Gareth Southgate sẽ được đá trên sân nhà Wembley. Mới đây, Đức lại đón nhận thêm một thông tin không lấy gì là vui vẻ khi họ sẽ không được tập làm quen sân Wembley trước đại chiến. Theo người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Đức DFB Jan Christopher, thì UEFA đã chính thức thông báo việc này đến Diamond Track. Như vậy, tuyển Đức sẽ phải tập luyện buổi cuối tại đại bản doanh Nuremberg trước khi di chuyển sang Anh vào chiều muộn ngày thứ hai. Lý do mà UEFA đưa ra là sân Wembley phải tổ chức rất nhiều trận đấu nên họ sợ buổi tập của Diamond Track sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân. Wembley đã tổ chức 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Anh cũng như 2 trận đấu vòng 1/8 là Italia gặp Áo và Anh gặp Đức. Ngoài ra, trên sân vận động tọa lạc tại London còn đăng cai 2 trận bán kết cũng như Euro 2020. Hàng loạt cầu thủ MU nguy cơ bị bán vào mùa hè 2021. Theo tờ Mirror, 12 cầu thủ United có thể bị bán hoặc đẩy đi theo dạng cho mượn vào hè này. Sau 3 lần thất bại vào các năm 2017, 2019 và 2020, United đang tiến gần đến việc chiêu mộ Jadon Sancho. Theo tờ Mirror, nếu mua thành công Sancho, MU sẽ đẩy đi hàng loạt cầu thủ trẻ để tái thiết lực lượng và cân bằng tài chính. Cầu thủ đứng trước nguy cơ giữa Old Trafford cao nhất là Van de Beek. Tuyển thủ Hà Lan gia nhập MU vào hè 2020 với giá 39 triệu euro, nhưng không được huấn luyện viên sâu xa trọng dụng ở mùa 2020-2021. Tờ Mirror cho biết Quỷ Đỏ muốn bán Van de Beek để cắt lỗ. Về phía Van de Beek, cựu tiền vệ Ajax được cho là cũng rất muốn ra đi để đến một đội bóng cho anh cơ hội ra sân nhiều hơn. Ngoài Van de Beek, Pogba cũng có thể ra đi vào hè này. Hợp đồng của tuyển thủ Pháp với MU còn thời hạn đến tháng 6/2022. Trong trường hợp Pogba không đồng ý gia hạn, Quỷ Đỏ buộc phải bán cựu tiền vệ Juventus để tránh nguy cơ mất trắng. Bên cạnh Pogba và Van de Beek, 5 cầu thủ nữa cũng có thể rời Old Trafford là Marcian Matic, Arias Pereira và Jesse Lingard. Trong 5 cầu thủ này, Pereira và Lingard đã rời MU đến Lazio và West Ham thi đấu theo dạng cho mượn ở mùa giải trước. Theo tờ Mirror, MU sẵn sàng bán Van de Beek, Marcian, Matic, Pereira và Lingard nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Riêng trường hợp của Pogba, Quỷ Đỏ sẽ nỗ lực thuyết phục tuyển thủ Pháp gia hạn. Nếu không thành công, họ đành phải để cựu tiền vệ Juventus đi. Ngoài 7 cầu thủ nói trên, MU còn cân nhắc đẩy đi hàng loạt cầu thủ trẻ theo dạng cho mượn. Điển hình trong số này là James Gardner, Amad Diallo, Sola Soretti, Andre Elaga và Haliban Mery. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.